Ca sĩ Ngô Quốc Linh qua đời vì Covid-19. Xác nhận với Thanh Niên, con gái lớn của ca sĩ Ngô Quốc Linh cho biết anh vừa qua đời do mắc Covid-19. Chiều ngày 11 tháng 12, ca sĩ Ngô Quốc Linh đột ngột qua đời vì mắc Covid-19. Chia sẻ với Thanh Niên, Long Nhật cho biết khoảng 10 ngày trước, nam ca sĩ thường than mệt, có triệu chứng đau họng nhưng khi đi test lại cho kết quả âm tính. Những ngày gần đây, sức khỏe Ngô Quốc Linh xuống dốc. Được đưa vào bệnh viện điều trị và phát hiện anh mắc Covid-19. Bà xã nam ca sĩ cũng có kết quả dương tính. Đến 18 giờ 30 chiều nay, nam ca sĩ chuyển biến xấu và qua đời tại bệnh viện Xuyên Á, Củ Chi. Phía gia đình nam ca sĩ cũng xác nhận sự việc. Sự ra đi của Ngô Quốc Linh khiến giới nghệ sĩ bàng hoàng. Nhiều người xúc động gửi lời nhắn nhủ cuối cùng đến nam ca sĩ. Ca sĩ Lưu Chấn Long nghẹn ngào viết, em không ngờ anh lại ra đi sớm như vậy. Trong hoàn cảnh này sao anh? Còn nhớ những chuyến lưu diễn của anh em mình ở hải ngoại. Anh chính là người đầu tiên dẫn em đi show nước ngoài. Vậy mà giờ đây, bàng hoàng quá. Lâm Khánh Chi xúc động chia sẻ, vô cùng tiếc thương anh Ngô Quốc Linh. Ca sĩ Lâm Vũ nghẹn ngào, đến giờ em vẫn không thể tin anh đã mất. Ca sĩ Ngô Quốc Linh ghi dấu ấn với dòng nhạc trữ tình, quê hương thông qua những bài hát, chuyện tình ao cá, thư tình cuối mùa thu. Anh biết em đi chẳng trở về, nội tôi. Trước Ngô Quốc Linh, nhiều nghệ sĩ cũng qua đời vì dịch Covid-19 như Phi Nhung, Y Jang Tuyn.